Chào các bạn đang xem livestream ở trên Facebook và các bạn sẽ xem cái video này ở trên YouTube Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục à, học những cái từ thông dụng trong cái danh sách 3.000 từ thông dụng nhất trong tiếng Anh Mỹ à, Phần 4 này chúng ta sẽ học 4, à, 20 từ à, Những cái từ này đều là những cái từ mà các bạn đã thấy qua hết à, Mỗi một từ như vậy thì nó có thể nó có rất là nhiều nghĩa Nhưng mà mình lựa ra những cái nghĩa nào mà mình cho là nó phổ thông nhất Mình sẽ giải thích cho các bạn À bây giờ chúng ta hãy bắt đầu nha. Ok. Cái từ đầu tiên của ngày hôm nay là từ này. À là từ across. Phát âm là across, across. Across có nghĩa là nó là một cái giới từ hoặc là một trạng từ có nghĩa là ngang qua đối diện với chúng ta. Phải không? Đối diện ngang qua với chúng ta. Thí dụ như chúng ta nói là chiếc xe nó đang nằm ở bên kia của con đường, tức là chúng ta ở bên đây đường, đúng không? Chúng ta nhìn qua cái con đường và chiếc xe nó đậu bên kia, thì chúng ta nói như thế này: the car is across. đó, the car is across the street. có nghĩa là chiếc xe nó ở bên kia đường. hoặc là chúng ta à, có một cái cô đó cũng ngồi, đã ngồi đối diện với chúng ta, thì chúng ta nói như thế này she sat across from me là cô ta đã ngồi, sat là đã ngồi nha các bạn. She sat across from me. Các bạn thấy chữ across chưa? Nó ở đây ở trong cái câu đầu á, nó là à, một cái trạng từ nó chỉ cái nơi chốn, tức là chiếc xe đó nó nằm ở bên kia của con đường. Ok, cái này á nó cũng là một cái trạng từ nó bổ túc cho cái từ xa là ngồi. cô ta ngồi ngồi như thế nào? ngồi bên trái, ngồi bên phải, hay là ngồi trước mặt đối diện với tôi? thì cái này có lẽ là mình ngồi một bên cái bàn nằm chính giữa và cô ta ngồi bên kia cái bàn mỗi người một đầu bàn chẳng hạn thì chúng ta nói là she sat across from me có lẽ là cô ta ngồi đối diện với tôi. đó là cái nghĩa đó là cái từ đầu tiên của ngày hôm nay là từ across. ok. Um, Bây giờ cái từ thứ hai, cái từ thứ hai là từ nào đây? Từ thứ hai là cái từ uh, BEGIN. began. Ok, began là một động từ các bạn, nó là ở thì dạng quá khứ của cái động từ begin. Phát âm là begin, begin. Begin là đã bắt đầu. À, tức là cái sự này nó đã xảy ra rồi. Chứ không phải là chưa xảy ra thì chúng ta nói là began. Thí dụ như là chúng ta nói là cái chương trình cái show nó đã bắt đầu uh, rồi hay là nó đã bắt đầu một tiếng về trước đúng không chúng ta có thể nói như thế này the show began an hour ago à the show tức là cái chương trình began là đã bắt đầu an hour là một giờ ago là một giờ trước thấy không The show began an hour ago. The show began an hour ago. Tức là cái show nó đã bắt đầu. Tức là đã bắt đầu rồi nha các bạn. Uh, thí dụ như một cái thí dụ khác, ha. Uh, đã bắt đầu. Thí dụ như chúng ta nói là tôi đã bắt đầu học tiếng anh uh, một năm trước chẳng hạn. phải không. I began learning English one year ago. I began learning English one year ago. I began learning English one year ago. Tức là tôi đã bắt đầu một năm trước. Ok, có nghĩa có như thế thôi. À, là began là đã bắt đầu. À, nếu mà Chúng ta nói ở thì hiện tại hay là cái thì tương lai thì chúng ta sẽ dùng begin à, Thí dụ như là nó sẽ bắt đầu trong vòng 5 phút Phải không? Thì chúng ta nói là it will begin in 5 minutes It will begin in 5 minutes It will begin in 5 minutes It will begin in 5 minutes. minutes Ok? Là đã sẽ, là sẽ bắt đầu Đây là cái thì um, hiện tại của cái từ bắt đầu kế đến à các bạn còn nghe tốt phải không để mình kiểm tra chút xíu nha ok còn nghe tốt phải không bây giờ tiếp tục nè à, cái từ thứ ba của ngày hôm nay là cái từ này từ này à, ai cũng biết cả à cái này là một danh từ có nghĩa là xe hơi hay là xe ô tô nha các bạn xe hơi xe ô tô Thí dụ như là tôi không có xe hơi thì chúng ta nói như thế này I don't have a car là tôi không có một chiếc xe hơi I don't have a car nha yeah. um, cô ấy thích chiếc xe của anh she likes your car she likes your car phát âm là car nha các bạn cong cái lưỡi lên ở cuối cái âm car là cái âm r chúng ta cong lưỡi lên và cái đầu lưỡi không đụng vào đâu cả không đụng răng không đụng nố và không đụng ở trên cái nóc giọng của chúng ta nó cong và nó không đụng đâu hết she likes your car ok đó là từ xe hơi xin lỗi hồi à nãy giờ các bạn không thấy màn ảnh car là xe hơi Tôi không có một chiếc xe thì chúng ta nói là I don't have a car. Cô ấy thích chiếc xe của anh. She likes your car. Ok. Bây giờ từ thứ tư của ngày hôm nay là từ eat. À, phát âm là eat. Eat, ok? Là ăn à ăn thí dụ như ăn uống đó các bạn, cô ta thích ăn uống lắm she loves to eat à cô ta hưởng thụ thích ăn uống thích ăn ngon đó các bạn she loves to eat ok là cô ta yêu thích thấy không yêu thích nè rồi cái này là ăn à thí dụ như là tôi muốn ăn à, phở chẳng hạn các bạn nói i want to Eat phở, ok? I want to eat phở là tôi muốn ăn phở, ok? Ok, cái eat nó rất là dễ các bạn ha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục cái từ thứ tư của ngày hôm nay à, là từ từ này ai cũng biết cả. À, từ này là một danh từ nha, phát âm là father, 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 hơi cái âm o các bạn, father, father, ở sau nó có chữ r cho nên chúng ta công lưỡi ha, father, à, có nghĩa là gì các bạn, father có nghĩa là cha, ok Uh, cha đó bố đó ok thí dụ như là uh, uh, tôi không biết cha của tôi i don't know my father i don't know my father và my là của tôi nữa <laughs> father là cha nè cha tôi là my father đúng chưa i don't know là tôi không biết I don't know cái gì, tôi không biết cái gì. I don't know my father, tức là tôi không biết cha của tôi. Tức là có thể, có thể là bạn người này không có cha, một cô, chẳng hạn, sinh ra là đã không có cha, hoặc là uh, có một cái thành ngữ rất là uh, trong tiếng Việt chúng ta hay nói đó là cái thành ngữ uh, cha nào con nấy, phải không? Thì chúng ta trong tiếng Anh chúng ta có thể nói là like father like son, à là con làm sao là cha làm vậy ha không? Giống cha giống con. Like father like son. À tức là cha nào con nấy. À. Hoặc là chúng ta đổi cái này là cha nào con gái nấy thì chúng ta nói là daughter. Like father like daughter. Tức là con gái cha làm sao là con gái như vậy. Giống nhau đó các bạn, cái điểm những cái đặc tính nó giống nhau đó, tính tính hết giống nhau. Ok. Rồi, kế đến là từ ground. Đây là một danh từ là đất, mặt đất, ground, phát âm là g, ground, ground, có âm g nha các bạn. Rồi có âm r nó hai cái âm này nó kết hợp lại thành cái âm g, ground, là mặt đất. À, thí dụ như chúng ta nói, à, à, thí dụ như bây giờ chúng ta nói là, à, get to the ground hay là get down to the ground thường là người ta dùng the ground để nói là mặt đất thấy không get down là thấp xuống núp xuống hụp xuống các bạn làm cho thấp xuống thu đến đâu đó the ground tức là chúng ta thí dụ như bây giờ có một cái kẻ nó đang bắn đúng không nó đang cầm súng nó, nó bắn tùm lum hết thì chúng ta nằm rồi chúng ta thấy một người không biết mà đang đứng chúng ta kêu người đó nằm xuống mặt đất thì là get down to the ground đúng không là nằm xuống mặt đất à thí dụ bên dưới mặt đất các bạn tức là chôn ở bên dưới mặt đất phải không thì under the ground đó cái đó là là ở dưới đất ở dưới cái mặt đất ok À, các bạn à, nếu mà vận chuyển hàng hóa đó mà vận chuyển bằng đường bộ đó các bạn thay vì là chạy tức là vận chuyển hàng hóa bằng xe chở chứ không phải là bằng máy bay đó thì người ta gọi là ground transport hay là ground uh, khi mà shipping đó các bạn phải không à, thì người ta ship bằng ground tức là người ta ship bằng bằng đi bằng xe phải không à, còn hoặc là ground transportation nè OK, ground transportation là à, phương tiện vận chuyển mặt đất, tức là chúng ta đi xe, ví dụ như xe taxi nè, xe bus nè, đúng không? Xe hơi nè, tức là những cái đó đó là phương tiện vận chuyển mặt đất, nó gọi là ground transportation. Ground transportation để mà so sánh với lại mình fly hay là mình bằng sea, tức là mình đi bằng đường biển chẳng hạn, rồi. Kế đến là từ hard Ok từ này cũng rất là hay Hard có là một tính từ nha các bạn Nó là cứng hoặc là khó À hai nghĩa Nghĩa nào cũng phổ thông hết Cái nghĩa đầu tiên là cứng À Thí dụ như là cái gì đó cứng Cục sắt cứng à, 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 Thì chúng ta gọi là hard à, thí dụ như chúng ta nói cái gì đó nó cứng lên, ok? chúng ta nói là it gets hard, it gets hard, tức là thí dụ như một cô gái đụng vào cái anh này thì cô cảm giác được có cái gì đó nó cứng lên, cô ta nói it gets hard, đó thì ít là cái gì đó thì tùy các bạn nghĩ, à, get đây là nó trở nên hard là cứng, tức là nó trở nên cứng lên, ok? Uh, đó là hard. thí dụ như là uh, mình nói thép thì rất là cứng chẳng hạn. Steel is very hard. À, thép thì rất là cứng. Steel là thép các bạn. Very là rất. Hard là cứng. Steel is very hard. tức là thép rất là cứng. đó là cái nghĩa thứ nhất của cái từ hard hard cũng có nghĩa là difficult tức là khó, difficult. Thí dụ như là đây là một bài học khó thì chúng ta nói this Đây sẽ là một bài học khó. will be a difficult lesson. Ah, à, This will be a difficult lesson. À là là đây sẽ là một bài học khó. This là đây, cái này Thấy huh? Will be là sẽ là Ờ uh, là một Difficult thì chúng ta đổi thành hard nha yeah. This will be a hard lesson Đây sẽ là một bài học khó um, Chúng ta vừa học là hard là khó Thí dụ vậy Chúng ta không có thể nói là Cha của tôi á khó lắm à, Cha của tôi rất là khắc khe đó Thấy huh? không? Thì chúng ta cũng có thể nói là My father is very hard đó là cũng là khó nữa đó khó chịu đó nó cũng có cái nghĩa đó nữa à, nhưng mà ít nhất các bạn nhớ hard là cứng ok à, thí dụ như thép nè à, ok thép is hard steel is hard là thép cứng và một cái bài học khó phải không à, thí dụ như chúng ta nói là à, tiếng việt là một ngôn ngữ khó học không? À, Vietnamese ha, huh, is a hard language to learn. Okay? Vietnamese is a hard language to learn. Tiếng Việt, Vietnamese, là tiếng Việt, is, là là, of, uh, hard, là một, cái khó, language, a hard language, là một ngôn ngữ khó To là để Learn là học Tức là tiếng Việt là một ngôn ngữ khó học Ok Vietnamese is a hard language to learn Ok Kế tiếp Từ của ngày hôm nay là từ idea À đây là một danh từ Có nghĩa là ý kiến Ý tưởng Ok Thành ra thí dụ người ta nói Người ta đưa ra một cái gì đó Người ta nói là thôi bây giờ mình đi ăn chè Đúng không Mình thích cái ý kiến đó Thích cái ý kiến đi ăn chè Mình nói good idea Good idea Idea nha các bạn Idea Idea Good idea Có nghĩa là một ý kiến hay Ok Tôi thích ý kiến của bạn I like your idea À, I like your idea Tôi không có ý kiến phải không? Tôi không có ý kiến. I have no idea. Ok? I have no idea đó người Mỹ còn có thể dùng để mà nói là tôi không biết, tôi không biết. À, thí dụ như người ta hỏi là cái gì đang xảy ra vậy? Bây giờ nổ cái bùm một cái. Người ta hỏi ủa cái gì vậy? Mình cũng không biết luôn, mình nói I have no idea. À, I have no idea có nghĩa là tôi cũng không biết. Rồi idea chỉ có như vậy thôi bây giờ kế đến là từ này à, để kiểm tra xem các bạn còn xem tốt hay không nha đợi tí xíu nha ok để coi còn theo dõi tốt quá các bạn hả? cái này nó refresh nó hơi chậm đó. mình nhìn không có kịp ok tốt Ok, new là quá khứ của động từ know. Ok, là biết. À, nó viết như vậy nhưng nó phát âm là new. Không có A chữ K trong đó nha các bạn. Các bạn tưởng tượng như là không có chữ K đi. Đó, nó là new là đã biết. Đã biết, tức là đã xảy ra rồi nha các bạn. Thí dụ như chúng ta nói là tôi đã biết cái tin đó rồi. Không, tôi đã biết cái chuyện đó rồi phải không? Tôi biết nó rồi. Tôi đã biết rồi. Thí dụ như mà là tôi biết nó ngày hôm qua, cái chuyện đó tôi biết ngày hôm qua, phải không? Thì chúng ta có thể nói là I knew about it yesterday. À, thí dụ như bây giờ người ta đồn là à à ta nói là má của ông Nguyễn Tấn Dũng mới chết. Mà cái chuyện này bạn nghe qua rồi. Ngày hôm qua bạn biết rồi. Thì bạn nói là I knew about it yesterday. I knew about it yesterday. I knew about it yesterday. là tôi đã biết rồi ngày hôm qua. thí dụ như là một cái gì đó nó xảy ra và chúng ta lúc nào cũng nghi. thí dụ như mình nghi mình nghi là một cái người đó là cái gì đó và cuối cùng thì cái 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 thông tin nó được xác nhận là cái người đó đúng như vậy thì chúng ta nói tôi biết mà tôi biết mà trong tiếng việt phải không tôi đã biết mà thì trong tiếng anh á i knew it à thí dụ nha thí dụ như bây giờ một cái người đó bình thường rất là tiết kiệm rất là keo kiệt mà tự nhiên bữa nay đãi mình ăn thì mình nghĩ là thế nào chắc một hồi chắc cũng nhờ giả gì đây thì một lúc sau thì người ta bắt đầu mở miệng người ta mượn tiền hay ta nhờ giả mình thì ở trong đầu của mình thôi mình không nói với người đó nhưng mà trong đầu mình nói I knew it À tao biết ngay mà Tao biết ngay mà phải không Tức là Nghi lắm mà bây giờ đúng như vậy Đó là I knew it Ok vậy thôi nha các bạn biết đã biết là new Ok bây giờ đến chữ này leather À đây là một danh từ từ này nó có hai nghĩa một á, là cái chữ cái của chúng ta đó thí dụ như abc đó mỗi một chữ là một letter ok và cái thứ hai nữa đó là à, thứ hai nữa là à, lá thư à, lá thư thư tay đó các bạn bây giờ thì không ai viết thư tay nữa nhưng mà à, nó có nghĩa là lá thư à, lá thư trần thế các bạn ok bây giờ thí dụ như là à, cô ấy gửi cho tôi một lá thư ok she sent me a letter she sent me a letter tức là cô ta đã gửi cho tôi một lá thư ok đây là lá thư các bạn thấy không à hoặc là chúng ta nói tôi nhận được nhiều thư lắm phải không I receive a lot of letters. I received a lot of letters. Có nghĩa là tôi đã nhận được rất nhiều lá thư. Ok. Rồi bây giờ thí dụ như bé Trâm bây giờ đang học chữ cái ABCD. Thì bây giờ bé Trâm biết được 10 chữ cái. Phải không? 10 bảng chữ cái. Thì chúng ta nói là à, cô ấy biết được 10 chữ cái. She knows ten letters from A to Bây giờ mình nói 26 đi ha. From A to Z. Okay? She knows 26 letters. Tức là cô ta biết 26 chữ cái. Rồi đó là um, letter Bây giờ kế đến là morning À là danh từ Là buổi sáng À buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều, buổi tối đó các bạn Thấy không? Thí dụ như là bây giờ mình tắt đèn mình đi ngủ Mình hẹn là ngày mai gặp nhau Thì mình nói là see you in the morning Thường người ta dùng chữ giờ nha các bạn À see you là gặp bạn In the morning Gặp bạn vào buổi sáng. See you in the morning. Ok. Các bạn nhớ là mình học tiếng Anh người ta hay chào buổi sáng, chào mình vào dùng vào lúc buổi sáng gặp nhau người ta nói good morning, phải không? Good morning. Tức là thực ra là chúc một cái buổi sáng tốt đẹp. À, good morning. Đó. Vậy thôi, morning này chỉ có vậy thôi. Thí dụ như tôi tìm anh suốt buổi sáng. I have looked for you all morning. À, tức là nguyên buổi sáng nay tôi tìm anh suốt mà không gặp. I have looked for you all morning. I have looked for you all morning. I have looked for you all morning. Okay? là tôi đã tìm anh suốt buổi sáng. Rồi. Kế đến là chữ nothing. À đây là một danh từ có nghĩa là không có gì hết. À xin lỗi bị cắt chút xíu bây giờ mình chỉnh qua rồi. Đó. Nothing là không có gì. Phải không? à, mình một cái câu thí dụ là thí dụ như là thí dụ như là không có gì à, uh, tôi không có gì cả I have nothing nothing I have nothing tức là tôi không có cái đất gì hết không có cái khỉ mốc gì hết không có gì hết đó coi như là trên răng dưới dép đó I have nothing à, không? đi không về không tay không đó I have nothing ok nothing matters à tức là nothing là không có gì chẳng có gì matter là quan trọng có ý nghĩa nothing matters tức là chẳng bây giờ thí dụ như một cái người bệnh gần chết rồi thì đối với họ là nothing matters bởi vì nó nó không có giá trị nữa, không có còn cái gì quý nữa cả. Đó, à, là nothing nha các bạn nha. À. Thí dụ như người ta hỏi là anh ta có nói gì không? Anh ta có nói cái gì không? Có kể gì không? Mà thật sự anh ta không có kể gì hết thì chúng ta nói là nothing. À. Thí dụ như người ta hỏi, did he say anything? Did he say anything? Tức là anh ta có nói gì không? Thì chúng ta trả lời là không có gì hết Thì chúng ta nói là nothing He said nothing Tức là anh ta không có nói gì cả Ok Rồi Các bạn còn theo dõi tốt phải không? Ok Cái chữ kế tiếp uh, Bây giờ là Chữ kế tiếp Sẽ là picture. À, cái này là picture là hình các bạn. Là photo đó các bạn. À là hình hình ảnh, ok. Thí dụ như người ta người ta chụp tấm hình, người ta cho mình coi, mình thấy hình đẹp quá mình khen mình nói à, tôi thích hình của anh. I like your pictures. À nếu mà nhiều tấm hình thì chúng ta thêm S, thêm S vào. I like your pictures. Tôi thích những cái hình anh chụp hay những cái hình anh được chụp chẳng hạn. Ok. dụ như mình hỏi người ta có tấm hình không? À, tặng mình tấm hình ví dụ vậy. Phải không? À ví dụ như có thể gửi cho tôi một tấm hình không? Thì chúng ta nói can you send me a picture. Ok. Can you send me a picture? Anh có thể nào gửi cho tôi một tấm hình không? Can you send me a picture? Rồi. Muốn chụp hình thì chúng ta take picture các bạn. À, take picture là chụp hình. Thí dụ như nói là tôi muốn chụp hình với anh. I want to take picture with you. À, là tôi muốn chụp hình với anh. I want to take picture with you. Còn nếu mà chúng ta chụp hình cho người ta đó. Không? Thí dụ như là mình thấy người ta muốn chụp mà không có ai chụp Mình lấy mình chụp dùm á, mình làm thợ chụp hình dùm á Thì mình sửa chữ with thành chữ for đi I want to take a picture for you ha? I want to take a Take A picture for you Tức là tỷ chụp một tấm thôi nha yeah, I want to take a picture for you Chụp dùm cho anh một tấm thôi Thấy anh à, bận biệu không có tay chụp Thì bây giờ tôi chụp dùm cho Để khỏi mất công phải selfie, phải tự sướng Ok Rồi là chúng ta vừa học xong ask chữ picture nó còn một cái nghĩa nữa nha các bạn à, là tưởng tượng nó là một động từ à tưởng tượng hình dung hình dung à tức là hình dung tưởng tượng ra thí dụ như chúng ta nói là tôi hình dung tôi đã hình dung là ông già hơn à tức là mình trong đầu mình nghĩ cái người đó phải già lắm nhưng mà khi gặp ở ngoài thì người đó trẻ quá thì mình nói là i picture you were older à tức là tôi hình dung ở trong đầu đó là ông già hơn chứ không phải trẻ như thế này i picture you were older ok đó là cái động cái từ định từ, từ nghĩa của động từ picture Thí dụ mình hỏi người ta anh có thể hình dung được không? Anh có thể hình dung được cái chuyện đó không? Anh có thể hình dung được chuyện đó không? Thì chúng ta nói như vậy. Can you picture that? À, that là cái đó đúng không? À, picture là hình dung. Anh có thể hình dung được cái chuyện đó không? Can you picture that? À, là hình dung. Ok. Kế đến là động từ Remember đây là một động từ có nghĩa là nhớ ngược với nhớ là quên đó các bạn đây là nhớ à thí dụ chúng ta hỏi anh có nhớ cái điều đó không do you remember that do you remember that anh có nhớ điều đó không à rồi hoặc là nhớ đem theo tiền nhớ đem theo tiền remember to bring money with you. À, nhớ đem theo tiền. Nhớ anh nhớ đem theo tiền. Remember to bring. Bring là đem money là tiền. With you là với anh. Tức là anh nhớ đem theo tiền với anh. Tức là nhớ đem theo tiền. Remember to bring money with you. Ok. Thí dụ như người ta nói mình một cái gì đó, người ta dặn mình một cái gì đó, rớt cuộc mình quên mất tiêu thì mình nói ô oh, xin lỗi tôi không nhớ sorry i don't remember ah à, i don't remember tức là tôi không nhớ thí dụ nó con chó nó nhớ tôi nó nhận ra tôi phải không nó nhớ và nó nhận ra tôi the dog remember me Ok, the dog remember me, the dog remembered me, là con chó nó đã nhớ tôi, nhớ đây là nhớ, là nhớ nhận dạng được đó, nhớ, nhìn biết ai là ai, chứ không phải là nhớ mà nhớ thương, nếu mà nhớ thương thì các bạn phải dùng chữ miss, nha. Yeah. Ok, kế đến second, à, từ này có hai nghĩa các bạn, à, từ này một là nghĩa là à, giây giây phút đó các bạn Thấy không hai là thứ hai thứ hai thứ nhất thứ hai và thứ ba thứ tư phải không thì second là như vậy thí dụ mình nói là cho tôi 5 giây give me 5 seconds give me 5 seconds cho tôi 5 giây ok hay là 15 giây nữa chẳng hạn Phải không? Chúng ta nói là 15 more seconds 15 more seconds Tức là 15 giây nữa Tức là bây giờ vẫn còn sớm Phải 15 giây nữa mới đúng Đó là cái nghĩa của second thứ nhất Cái nghĩa thứ hai là thứ hai Thí dụ như là Tôi thắng hạng 2 Phải không? Tôi thắng hạng 2 I won second place À tôi chiến thắng Đứng hạng thứ hai đây là second, là, thấy không? Place là cái hạng, cái vị trí. À, vị trí thứ hai, second place. I want second place. Đây là lần thứ hai anh nói cho tôi về điều đó. This is the second time. You... This is the second time you told me about it. This is the second time you told me about it. Đây là lần thứ hai. This is là đây là the là cái lần ha. second thứ hai. time là cái lần thứ hai. The second time là lần thứ hai. This is the second time. Okay? Ok, chúng ta vừa học xong hai cái nghĩa của từ second. Bây giờ cái nghĩa từ kế tiếp là từ took. Took là một động từ có nghĩa là đã lấy à đã lấy đã tốn à thí dụ như là nó tôi đã tốn uh, nó lấy của tôi 10 đô la it took à, uh, nó đã lấy 10 phút đi it took 10 minutes à tức là cái việc này nó đã xảy ra rồi thí dụ như bây giờ uh, chúng ta đi mua đồ ăn chúng ta vào nhà hàng chúng ta lấy đồ thì từ cái lúc mà chúng ta đến cho tới lúc mà chúng ta nhận được đồ là 10 phút và bây giờ nó đã qua rồi cái chuyện đó là chúng ta kể lại thôi thì chúng ta nói là nó đã tốn 10 phút thì chúng ta nói là it took 10 minutes à còn nó sẽ tốn 10 phút tức là cái việc đó là chúng ta nó sẽ nó có thể xảy ra chứ nó chưa xảy ra thì chúng ta nói it takes 10 minutes it takes 20, 10 minutes it takes 10 minutes Ok. Rồi took là đã, đã lấy, đã trốn ha. À. Rồi, cô ta lấy trái tim của tôi. She took my heart with her. À, vì là cô ta ăn cắp trái tim của tôi, cô ta lấy cái đã lấy trái tim của tôi rồi. She took my heart with her. À khi mà cô ta đi đó, là cô ta đem theo trái tim luôn, bây giờ tôi là nửa sống nửa chết. Ok. She took my heart with her. Đó là took. Thằng nào, đứa nào lấy cái phone của tao, tao mới để đây quay qua quay lại đứa nào lấy cái phone của tao? Chúng ta nói who took my phone? Who took my phone? À, đứa nào lấy phone của tao? Đứa nào ăn cắp cái phone của tao? Ok. Cái chuyện này nó đã xảy ra rồi, bây giờ là cái phone mình mất tiêu rồi mình nhìn lại mình thấy cô mất tiêu rồi thì cái hành động mà lấy này đã xảy ra rồi thì mình hỏi là đứa nào who thằng nào ai who took my phone ok rồi kế đến là until à là cho đến khi à thí dụ bây giờ mình thí dụ nha tôi sẽ không nói chuyện với anh cho đến khi anh xin lỗi I will not talk to you Until you bạn apo... Ok, apologize Apologize Các bạn chờ chút xíu để mình kiểm tra cái cái xin lỗi, xin rồi, phát âm là apologize là xin lỗi, xin lỗi, mình nhận lỗi, ok? Uh, I will not talk to you until you apologize to me. Tôi sẽ không nói chuyện với anh. I will not talk to you. Tức là tôi sẽ không nói chuyện với anh. Until cho đến khi you anh, apologize là xin lỗi. I will not talk to you until you apologize. Okay? Until là cho đến khi nha các bạn. Thí dụ như chúng ta nói là à, à, không mở cửa cho đến 10 giờ, tức là bây giờ mới 9 giờ thì bây giờ không mở cửa đến 10 giờ mới mở cửa, cho đến 10 giờ. Đến một cái mốc thời gian nhất định thì chúng ta dùng until. Thí dụ như là Don't open until 10. Ok? Tức là đừng mở cho đến 10 giờ. Hoặc là chúng ta dặn là đừng mở quà đi phải không? Don't open present until Christmas. À tức là bây giờ là Christmas là 24, 25 tháng 12. Thì bây giờ mới có là 20 thôi Thì con nít nó thấy quà nó khoái quá Nó muốn mở thì chúng ta dặn nó là Đừng có mở quà cho đến khi Giáng sinh mới được mở Cho đến Giáng sinh Thì chúng ta nói là Don't open presents until Christmas À là đừng mở quà Don't open presents Until Christmas Until Christmas Don't open present until Christmas Tức là đừng mở quà cho đến Giáng sinh Ok Kế đến là when à wind là gì? wind là danh từ, wind là gió các bạn. gió là phong là gió nha. gió thí dụ như là À, uh, uh, chúng ta nói là hôm nay, À, uh, thí dụ như chúng ta nói là không có gió, không có gió thì chúng ta nói là there is no wind, there is no wind là không có gió, ok? À, uh, Tôi thích gió chẳng hạn I like wind À là tôi thích gió I like wind À gió mạnh thì chúng ta nói là Strong wind Ok Hay là uh, The wind is very strong The wind is so strong chẳng hạn The wind is so Strong The wind is so strong Gió rất là mạnh ok rồi bây giờ các bạn còn nghe tốt hay không để kiểm tra một cái nha Ok à, Bạn Chí Hải đang à, livestream mà bạn Chí Hải hỏi là à, DMCS DMCS à, Là gì Nói làm sao DM trong tiếng Anh á Việt Nam mình á thì DM Chứ Mỹ thì nó không có DM mà nó chỉ có fuck thôi Ok CS là Cộng sản Thì chúng ta nói là com, uh, Communist Là cái người Cộng sản Đúng không? Còn nếu mà chúng ta nói là Chủ nghĩa Cộng sản Thì chúng ta nói là Communism Fuck Communism Ok Fuck Communism Fuck communism là địch mẹ cộng sản Ok Rồi bây giờ kế tiếp uh, Trở lại Từ cuối cùng của ngày hôm nay Là young Là một tính từ Là trẻ Trẻ trung đó các bạn Trẻ trung Thí à, dụ như nói là tôi không còn trẻ nữa I am not young anymore I'm not young anymore là tôi không còn trẻ nữa Thấy không Tôi thích À tôi thích gái trẻ Hay là Anh ấy thích gái trẻ He like Young girls He like young girls Thấy không Hoặc là chúng ta nói Gái trẻ rất là phiền phức nha Thấy không Young girls are trouble Ok Young girls are trouble Tức là Dính vô mấy đứa trẻ trẻ phiền lắm Ok Rồi, chúng ta vừa học xong 20 từ của à, phần 3 của ngày hôm nay à, Bây giờ mình sẽ xem coi các bạn có câu hỏi nào đơn giản mình trả lời được Thì mình sẽ trả lời trong vòng à, 1, 2 phút tới Còn xong không là mình sẽ kết thúc ở đây à, Có bạn hỏi là I'm not younger Được không anh? I'm not younger á Ok, younger là gì? Younger Younger là trẻ hơn À, trẻ hơn Thì thí dụ như nếu mà mình có hai đứa bạn Mình ba người đang nói chuyện với nhau Thì một người bạn á, nghĩ là mình trẻ hơn cái đứa bạn kia Đúng không? Thì mình nói là không, tôi không có trẻ hơn Thì mình mới nói là I am not younger À, tôi không trẻ hơn Tức là tôi già hơn Con nhỏ kia nó trẻ hơn đó là cái sự khác nhau của giữa younger và not young anymore nó khác nhau nha yeah. ok chắc mình không có scroll được không không có cái đồ để kéo xuống nên không có thấy những cái câu hỏi của các bạn thành ra bây giờ phải kết thúc ở đây thôi video dài rồi mình edit nó lâu lắm thành ra là mình sẽ kết thúc ở đây um, các bạn nào chưa xem qua phần 1, phần 2, phần 3 thì các bạn tìm xem à, mình bỏ chung một cái playlist ở trên uh, YouTube. Khi các bạn vào YouTube, các bạn vào cái channel của mình các bạn nhấn playlist thì một cái playlist là nó giống như một cái album vậy đó. Thì trong album đó các bạn sẽ bỏ những cái video nó cùng chủng loại chung với nhau. Thì đây là video thứ tư. À, và nó có link với nhau các bạn xem hết cái video thì nó sẽ dẫn qua cái video kế tiếp. À, các bạn nào thích thì các bạn vui lòng subscribe À, subscribe tức là đăng ký. À, khi các bạn đăng ký đó, mỗi lần có video mới đó thì YouTube sẽ tự động email báo cho các bạn biết là có video mới để các bạn xem. À, với lại để mình biết là các bạn có quan tâm. À, chứ thật ra các bạn có subscribe hay không đó, thì mình cũng không có được tiền. À, các bạn muốn mình được tiền các bạn phải xem nhiều. Các bạn phải xem đi xem lại và phải xem quảng cáo nha. Các bạn mà mà nhấn bỏ qua quảng cáo thì mình cũng không có được tiền nữa. Ok? À, với lại các bạn à, chia sẻ cho bạn bè cùng học à, thật ra là cái tinh thần của YouTube là chia sẻ các bạn có rất là nhiều cái thông tin hay à, và cái gì chúng ta học được chúng ta chia sẻ thật ra mình đang làm là mình cũng chia sẻ với các bạn thôi à, mình à, tự đánh giá là mình không phải là giỏi tiếng Anh đâu à, bình thường thôi không tệ không giỏi bình thường nhưng à, mình học một cái thời gian nó dài thành ra mình biết nhiều hơn các bạn các bạn nhiều khi mới học thì các bạn có giỏi cỡ nào đi nữa thì cái sức tiếp thu của các bạn nó cũng giới hạn thôi à, và cũng phải cần thời gian để mà học hỏi và sửa thành ra mình chỉ hơn các bạn ở cái điểm đó thôi chứ còn nếu mà nói về giỏi thì à, mình không cho là mình giỏi à, mình trung bình thôi ok cũng không dở bởi vì mình thấy có nhiều người dở hơn mình à, bằng học bằng mình vẫn dở hơn mình thì tức là mình trung bình thôi. Ok. À, rồi, chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong phần 5. À, khi nào rảnh mình sẽ làm phần 5. Ok, bye.